Thì ra là thằng nhóc lơ đãng ngoài đường hôm bữa hả? Ừ, anh ngộ nha. Anh đó, anh có lớn hơn em nhiều lắm đâu mà gọi em nhóc này nhóc nọ. Em 19 tuổi rồi đó. Cảm ơn xong rồi. Đi được rồi đó. Nhưng mà em muốn ngồi ở đây à. Vậy thì không phiền. Ờ,